Tiểu mục chịu sao cho nổi với loạt phóng sự điều tra, núp bóng cơ sở làm đẹp để đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ chui. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Mỗi Ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị thân mến, chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều từng tự hỏi về bản lĩnh và đạo đức trong xã hội ngày nay. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện cảm động và vô cùng tích cực, là minh chứng cho giá trị nhân văn vẫn còn sống mãi trong trái tim của những người trẻ. Mới đây, theo thông tin từ trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Ba, thành phố Huế, khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 1, em Tô Khánh Hoàng Phúc, học sinh lớp 8-2, khi đến trường học thì nhặt được số tiền là 87.925.000 đồng. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, em Hoàng Phúc đã đến phòng ban giám hiệu nhà trường để báo và giao lại số tiền trên cho nhà trường. Qua thông tin, người bị mất đã đến trường và xin nhận lại số tiền bị mất. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã rà soát xác minh và cùng với nhà trường, đại diện các ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức trao trả số tiền 87.925.000 đồng cho người bị đánh rơi. Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng đã quyết định biểu dương, khen thưởng về tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua Người tốt, việc tốt cho em Tô Khánh Hoàng Phúc tại lễ chào cờ sáng thứ hai để lan tỏa hành động ý nghĩa này trong toàn trường. Và đó chính là câu chuyện đầy tích cực và ý nghĩa từ em Hoàng Phúc. Sự nhạy bén và trách nhiệm của em không chỉ là nguồn động viên mạnh mẽ cho cộng đồng học đường mà còn là tia sáng cho tinh thần tích cực trong xã hội. Bằng tấm lòng vàng, em đã làm cho niềm tin vào sự chân thành trong xã hội hiện nay trở nên rõ ràng hơn. Tin rằng tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa, làm thức tỉnh những giấc mơ về một xã hội đầy đồng lòng và trách nhiệm hơn nữa. Và thưa quý vị, chương trình Chuyện Mỗi Ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm Nay Có Gì. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống thành công nam sinh lớp 10 bị đứt lìa phế quản gốc của phổi trái do tai nạn giao thông. Trước đó, vào Tết Dương lịch, bệnh nhân NQT, 16 tuổi, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, chấn thương ngực, bụng, tràn khí tràn máu màng phổi hai bên đã dẫn lưu tại tuyến dưới, đứt lìa phế quản gốc của phổi trái gây suy hô hấp, chèn ép phổi tim. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu lồng ngực, xử trí tổn thương đứt lìa phế quản gốc phổi trái cho bệnh nhân. Tổn thương đứt lìa phế quản gốc phổi trái này cách chỗ chia đôi của khí quản, phế quản 0,5cm, nằm sâu, che khuất bởi động mạch phổi, quay động mạch chủ, tổn thương phức tạp, mất tổ chức, bầm dập. Các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực phải cắt lọc tiết kiệm, sử dụng mảnh ghép làm màng ngoài tim để tạo hình lại mặt sau của phế quản gốc trái để tránh tình trạng hẹp phế quản sau này. Sau gần 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, ekip đã phục hồi thành công phế quản gốc trái cho bệnh nhân. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân tiến triển tốt và xuất viện về sinh hoạt, đi học bình thường. Mới đây, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tổ chức bàn giao nhiều cá thể động vật hoang dã cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, chăm sóc và bảo vệ theo quy định. Đây là số tang vật được lực lượng công an thị xã phát hiện, bắt giữ của một đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên quốc lộ 13 thuộc địa bàn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng liên quan, công an thị xã đã tiến hành bàn giao 10 cá thể chim nặng 1 kg, một cá thể rắn nặng 1,8 kg, một cá thể TT nặng 3,2 kg cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Tại thời điểm chuyển giao, các cá thể động vật trên vẫn khỏe mạnh. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc một thời gian. Khi sức khỏe các cá thể động vật hoang dã ổn định thì thực hiện các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định. Ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An, và Mai Trung Dũng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tỉnh Kiên Giang để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người. Theo cơ quan điều tra, được biết Phan Thị Hoài Thương, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An, và Mai Trung Dũng tạo các trang Facebook đăng tải thông tin tuyển nhân viên nhằm lừa gạt các thiếu nữ đang cần tìm việc làm. Nguyễn Văn Công là quản lý một quán karaoke có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Để tìm nữ tiếp viên làm việc tại quán, Công đã liên hệ với Thương và Dũng để tìm người. Trong tháng 12 năm 2023, Thương và Dũng đã lừa được 3 thiếu nữ chở đến quán karaoke, giao cho Công và được trả từ 5 triệu đến 8 triệu đồng một người.
Số tiền này Công ghi nợ và trừ vào tiền công của các nữ tiếp viên. Quá trình điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm mua bán người. Riêng đối tượng Phan Thị Hoài Thương được cơ quan điều tra cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Tiểu mục Chiều Sao Cho Nổi ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện đáng quan tâm về phẫu thuật thẩm mỹ. Thưa quý vị, theo quy định, chỉ những bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa được cấp phép mới được mở các khóa học cho bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng về phẫu thuật, tiểu phẫu, tim truyền. Thế nhưng thực tế đang xuất hiện nhiều mô hình núp bóng cơ sở làm đẹp để tổ chức các khóa đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ chui. Trong khi đó, những điều kiện cơ bản từ người dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hành đều không đảm bảo. Vậy mô hình biến tướng này đang hoạt động như thế nào? Mời quý vị cùng phóng viên tìm hiểu sự thật qua phóng sự sau đây. Trong vai người có nhu cầu học thẩm mỹ, phóng viên tìm đến địa chỉ quảng cáo trên Facebook. Cơ sở này giới thiệu chuyên đào tạo thẩm mỹ, địa chỉ tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bên ngoài treo chình ình tấm biển Nhung Spa. Vậy mà chủ spa khẳng định nhận đào tạo phẫu thuật, nào là nhấn mí, má lún đồng tiền đến cắt tạo hình cô bé. Cam kết chỉ cần học 7 buổi là có thể hành nghề kiếm rất nhiều tiền. Nên làm nhằng cắt mí nhằng nhằng cái 4-5 triệu của cô đấy. Mình nhấn mí nhằng nhằng cái 4-5 triệu đấy. Nhoằng cái kiếm tiền triệu. Những lời đường mật của bà chủ spa đã đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều học viên muốn học nhanh, thực hành siêu tốc để ra lò sớm. Để chứng minh cho hiệu quả khóa học thẩm mỹ cấp tốc, chủ spa luôn miệng khẳng định thực hành phẫu thuật trên người mẫu ngay tại chỗ. Thực ra là làm thì lên một mẫu cái là làm được ngay rồi, về em cứ chịu khó, em có khách em dẫn lên, em chịu khó em thu thấp của khách thôi, hoặc là tuyển mẫu free để mình học, mình phải đầu tư như thế em ạ. Tiếp tục mở rộng điều tra, phóng viên tìm đến địa chỉ tại quận Đống Đa nhận đào tạo căng chỉ tiêm filler. Thế nhưng khi đến nơi, đập ngay vào mắt là tấm biển quán gội đầu dưỡng sinh. Nhân viên đon đả dẫn khách lên tầng tâm. Đúng là đào tạo thẩm mỹ cấp tốc nên cũng khác người. Chiếc ghế gội đầu được phủ tạm tấm ga xanh, thế là thành bàn phẫu thuật. Người tự xưng là thầy giáo, thấy học viên đến, khoác vội chiếc áo blues ngã vàng. Chiếc bút bi cũng được người thầy này trưng dụng làm dụng cụ vẽ vị trí phẫu thuật. Vậy mà vị thầy này vẫn luôn hùng hồn tuyên bố chỉ cần học vài buổi là có thể lê dao kéo khắp thiên hạ kiếm tiền. Thì cái mẫu luôn là sẵn cùng giúp thầy dạy. Là thời gian học là sẽ từ 3 tới 5 ngày, 7 ngày tùy các bạn. Có thể là dạy thêm, chứ bạn nó cũng không sao hết. 3 đến 5 ngày thì liệu có... Thầy dạy 3 ngày là sao? Có đâu. Thầy có phương pháp dạy của thầy. Đúng là khóa học siêu tốc. Chỉ sau 3 ngày có thể cầm dao kéo mổ xẻ làm đẹp. Nếu người học chỉ thêm 1 triệu nữa là có tấm chứng chỉ hoành tráng thế này để treo tại spa của mình. Thế nhưng thật lạ, lớp học có 9 học viên, nhưng số hiệu, số vào sổ trên chứng chỉ đều giống nhau, chỉ khác thông tin cá nhân. Còn tại một cơ sở quảng cáo rầm rộ trên Facebook, các khóa học đào tạo tiêm filler, Botox lần theo địa chỉ, phóng viên tìm đến tầng 19 của một tòa nhà chung cư tại phường Phương Mai, quận Đống Đa. Bên ngoài ai cũng nghĩ đây là căn chung cư của hộ gia đình. Tuy nhiên khi vào bên trong là cảnh tượng hàng chục học viên đang thực hành tiêm cho người mẫu. Chủ cơ sở này khoe, mỗi tháng đào tạo 3 khóa luôn kín chỗ, dù học phí không hề rẻ. Em thì một tháng em sẽ mở 3 khóa, thì cái khóa tháng 12 của em cũng full được cơ. 25 triệu, nhưng giả sử như trong quá trình học ấy thì mẫu thì... Bên em bao hết, không chắc xin gì. Phóng viên đã trực tiếp thâm nhập nhiều khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc tại một số cơ sở. Đúng là cấp tốc, nên việc dạy lý thuyết như cưỡi ngựa xem hoa, sau đó nhanh cho thực hành. Người dạy thì ngồi làm việc riêng, kể cho học viên bảo nhau cắt xẻo da thịt người mẫu. Còn phần lớn thời gian, xui học viên đã làm chui, phải tìm mọi cách để kiếm tiền thật nhanh. Nguy hiểm hơn, người dạy tự nhận là bác sĩ, còn hướng dẫn thủ đoạn xử lý sự cố phẫu thuật theo cách xem thường sức khỏe và tính mạng của khách hàng. Các bạn có cho uống thuốc hay như thế nào, nó cực kỳ khó nên là thấy cảm giác không ổn ấy, rút luôn cho thôi. Đấy, rút thì nó có hai cái rút, một là các bạn rút ở trên này, nhưng mà thật ra các bạn khó đấy. Nếu mà các bạn không có chuyên môn về phẫu, các bạn rạch trên này ra các bạn tìm thì cực kỳ khó luôn. Theo tôi là các bạn rút cho tôi ở dưới này, rút dưới này nó sẽ bị ngược gai, khách sẽ đau, tầm này kệ. Có thể thấy,
nhiều địa chỉ đào tạo thẩm mỹ chui đang núp bóng dưới vỏ bọc của cơ sở làm đẹp để hoạt động. Chúng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, tìm kiếm người học với những lời quảng cáo đánh vào lòng tham. Sau đó thu tiền, tổ chức các khóa học cấp tốc vài buổi để cho ra lò những chuyên gia làm đẹp như lời quảng cáo, có thể lê dao kéo khắp thiên hạ để kiếm tiền. Đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ phải được cấp phép. Theo đó, cơ sở đào tạo phải đáp ứng điều kiện khắt khe về người dạy, chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là nơi thực hành. Vậy mà các cơ sở chui này vẫn ngày ngày đào tạo cho học viên cầm dao kéo cắt da xẻ thịt người mẫu. Những hình ảnh phóng viên thu thập được trong quá trình điều tra sẽ khiến nhiều người phải rùng mình về quá trình thực hành tại những cơ sở đào tạo thẩm mỹ chui sẽ được phát sóng trong phóng sự tiếp theo. Quý vị chú ý theo dõi. Ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, kẻ trộm thực hiện liên tiếp các vụ trộm xe máy khiến người dân hoang mang. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng trải nghiệm trào lưu làm gốm thư giãn, một liệu pháp giải tỏa căng thẳng. Thưa quý vị, trong sự bức xúc của người dân, mới đây đã phản ánh về với chương trình, một đối tượng đã thực hiện liên tiếp các vụ trộm xe chỉ trong vòng một buổi sáng. Theo đó, vụ việc xảy ra ở khu vực Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo camera, thời điểm này hai đối tượng chạy ngang qua ngôi nhà, thấy chiếc xe đang dựng, một tên xuống xe, đi bộ tiếp cận vài giây đã bẻ khóa chiếc xe, sau đó nhanh chóng chạy đi mất. Tiếp đó, cũng đối tượng này đã ghé tới một nhà dân khác, không một động tác thừa nào, đối tượng bẻ khóa một chiếc xe khác rồi biến mất. Thời buổi cướp giật lộng hành nên mọi người cần cảnh giác khi đeo trang sức ngoài đường. Kẻ cướp không từ mọi thủ đoạn nào, bất chấp người đó là nam hay nữ. Tình huống sau tiếp tục là lời cảnh báo, thưa quý vị. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại cho thấy, một thanh niên đang đứng bên đường sử dụng điện thoại. Sau đó, một đối tượng mặc áo màu xanh chạy xe ngang qua phát hiện con mồi. Kẻ này đã vòng xe lại, chạy tới và giơ tay giật luôn sợi dây chuyền của anh này rồi tăng ga tẩu thoát. Bị bất ngờ, nạn nhân cố tri hô đuổi theo nhưng đành ngậm ngùi bất lực. Tại tỉnh Bình Phước, mới đây một nhà dân bị kẻ gian trộm hai xe ba gác. Mọi người lưu ý bảo quản tài sản của mình, đặc biệt là vào ban đêm. Theo camera an ninh nhà dân ở Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ghi lại, theo đó vào rạng sáng, có hai đối tượng nam sau khi bẻ khóa cổng ngoài đã vào trong. Sợ bị gia chủ phát hiện, hai tên này đã chốt cửa nhà, nhốt chủ nhà bên trong. Rồi lần lượt di chuyển hai chiếc ba gác trong sân ra ngoài, rồi chạy đi mất. Quý vị thân mến, trong số trước của Chuyện Mỗi Ngày, chúng tôi có chia sẻ với quý vị về thú chơi gốm cổ, một thú chơi tao nhã, kết nối văn hóa xưa và nay. Quả thật, thú chơi này không chỉ thu hút những người lớn tuổi có thâm niên chơi trong nghề, mà ngay cả thế hệ trẻ cũng thích thú và thể hiện sự quan tâm đến gốm. Vâng, và hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một trào lưu đang được giới trẻ yêu thích, đó chính là làm gốm thư giãn. Hãy tưởng tượng giữa không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm, những bạn trẻ tỉ mỉ nắng gốm, xoay bàn xoay rồi cầm cuội vẽ từng nét lên sản phẩm của mình. Một trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng thú vị, phải không Nam Cường? Đúng vậy, tìm đến những workshop có không gian yên tĩnh, tự tay tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, thời gian gần đây đã trở thành trào lưu giải trí theo xu hướng sống chậm, thư giãn, thu hút rất nhiều bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện đại và năng động nhất của cả nước. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng trải nghiệm trào lưu này xem có gì đặc biệt, thú vị quý vị nhé. Ít ai biết rằng, người khởi nguồn cảm hứng cho trào lưu làm gốm thủ công tại thành phố Hồ Chí Minh là anh Trịnh Khắc Kỳ. Hiện anh đang là quản lý các địa điểm trải nghiệm làm gốm nổi tiếng như Gốm Sài Gòn, Bobby House, v.v. Từng là du học sinh Nhật, anh Kỳ rất yêu thích các dòng sản phẩm gốm tối giản, phù hợp với không gian hiện đại. Cách đây 3 năm, khi trở về Việt Nam, anh Kỳ đã mở một xưởng sản xuất mang tên Gốm Sài Gòn. Gốm Sài Gòn thì ngay từ đầu là vẫn chỉ tập trung vào thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm. Cái dòng sản phẩm là nó đơn giản, nó ít trang trí. Thứ nhất là về mặt ứng dụng trong những cái thiết kế hiện đại thì là nó có cái tính ứng dụng cao và phù hợp hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ giảm thiểu cái chi phí sản xuất xuống để mà có thể giảm giá thành. Với mong muốn mở ra một không gian cho sự sáng tạo, các buổi workshop làm gốm thủ công tại thành phố Hồ Chí Minh của anh Kỳ được nhiều người ủng hộ và trở nên phổ biến.
Hoạt động này không chỉ dành riêng cho những người có năng khiếu và yêu thích bộ môn nghệ thuật làm gốm, mà còn phù hợp để tất cả mọi người có thể đến trải nghiệm, thử làm một món đồ gốm cho riêng mình. Khi đến tham gia tại các workshop, mọi người sẽ được hướng dẫn về cách để tạo hình các vật dụng như chén, đĩa, bình hoa, ly nước, vẽ hoa văn, họa tiết, tô màu. Thành phẩm ra đời là một món đồ gốm khác biệt, sáng tạo nhưng vẫn vô cùng hữu dụng. Thành quả lao động của khách hàng được tiệm giữ lại để phơi khô tự nhiên, tráng men và nung trong lò điện từ 8 đến 12 giờ. Khoảng một tuần sau, khách hàng trở lại tiệm và nhận đứa con tinh thần do chính mình tạo ra. Mình biết đến gốm là do bạn bè mình giới thiệu đến đây. Sau khi mà mình làm gốm xong á, thì mình sẽ cảm thấy thư giãn hơn. Với lại sau cái quá trình đó thì mình còn được sản phẩm đem về nữa. Ngay giữa lòng thành phố tấp nập nhất, vẫn có những giây phút sống chậm và nơi để người trẻ rời máy tính, điện thoại, chìm đắm vào không gian thư giãn để bàn tay lấm lem cùng đất và men gốm, cho ra đời những tác phẩm độc đáo, chắc chiêu từ sự tỉ mẩn và kiên nhẫn. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Art Therapy năm 2016 công bố rằng chỉ số hormone gây căng thẳng và cortisol của cơ thể thuộc 75% người tham gia nghiên cứu bị giảm xuống đáng kể chỉ trong 45 phút hoạt động nghệ thuật tạo hình. Điều đó cho thấy hoạt động sáng tạo đơn giản của trải nghiệm làm gốm có khả năng tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần, giúp chúng ta thư giãn và lấy lại trạng thái cân bằng tinh thần. Trở lại trào lưu vừa rồi thì ngoài những lợi ích tuyệt vời trên, người tham gia trải nghiệm làm gốm trực tiếp đặt tâm huyết vào sản phẩm gốm của mình. Lần đầu nó có thể trông không đẹp nhưng chắc chắn là một dấu ấn kỷ niệm cho công sức bản thân đã bỏ ra, hoặc có thể trở thành món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân yêu nữa. Và trải nghiệm thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 vào lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ để phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.